Nguyễn Khôi xin kính chào Tái Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào Tái Ngộ tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép trả lời một vài lá thư của quý vị. Thứ nhất là có một vài tài liệu quý vị gửi cho chúng tôi, đặc biệt có một vị khán thính giả gửi rất nhiều hình, đâu tới như 7-8 tập hình gì đó. Thì rồi bảo là chúng tôi xin ý kiến. Và thưa quý vị, có nóng không anh? Dạ, hình ảnh không, hình ảnh chỉ chụp về Dinh Độc Lập bây giờ đó. Rồi những cái nơi trong Việt Nam là bảo rằng bây giờ là trong Dinh Độc Lập hình như là người ta lấy đi hết tất cả đồ đạc trong đó, rồi người ta bỏ những món khác vô. Thì những cái đó chúng tôi không có được cái chứng cứ rõ ràng, và nó cái nội dung nó cũng hơi loãng cho nên chúng tôi không sử dụng được, xin thông cảm. Có một vị hỏi về email của đài SBTN thì hình như chúng ta chỉ vô website sbtn.com là có. .tv. .tv ha. Yeah. Thì có. Rồi email của thầy Phó Thế Vũ Thanh An thì chúng tôi không biết. Và cảm ơn một vị khán thính giả gửi bài và chúc cho Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi mau thất nghiệp. Chúng tôi cảm ơn. Thì có nghĩa là chúc cho chương trình đọc báo Vẹm này chấm dứt càng sớm càng tốt, có nghĩa là không còn Vẹm nữa thì khỏi phải đọc báo Vẹm nữa. Để chúng ta có thể chuyển qua làm tiết mục khác không ạ? Rồi, vâng, anh còn thư từ gì nữa không? Chúng tôi có một vấn đề liên quan tới giáo sư Ngô Bảo Châu, và trước khi nói chuyện với quý vị thì chúng tôi cũng có một cái bài thơ lục bát của một vị gửi, là với tựa đề là Ngày Đi Ngày Về. Chúng tôi thấy nó cũng mang tính thời sự, xin gửi cho quý vị. Tựa đề là Ngày Đi Ngày Về. Ngày đi đáng gọi Việt Giang, ngày về đáng lại chuyển sang Việt Kiều. Chưa đi phản động trăm chiều, đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng. Trốn đi đảng bắt đến cùng, trở về mời gọi săn lùng đô la. Đảng ta ân đức bao la, làm cụ thằng đếu, làm cha thằng lừa. Ngày xưa chữ Mỹ hơn người, ngày nay nịnh Mỹ hơn 10 lần xưa. Ngày xưa đánh Mỹ không chừa, ngày nay con cái lại lùa sang đây. Ngày xưa Mỹ xấu đảng hay, ngày nay đảng nửa hai tay xin tiền. Thì quý vị, chúng tôi thấy cái bài thơ này rất là hay. Và có một vị cũng nói là mà ở Việt Nam mới sang định cư tại Hoa Kỳ thôi, rất thích chương trình đọc báo Vẹm và cứ gửi cho tôi một bài báo có liên quan tới giáo sư Ngô Bảo Châu, bài báo trong nước, và trong đó có những đoạn chúng tôi nghĩ cũng muốn chia sẻ với quý vị như thế này. Ví như chúng ta có một mảnh đất quanh năm chỉ xây được những khối nhà 2-3 tầng, khi mảnh đất đó vào tay người khác, họ xây lên những lâu đài tráng lệ, liệu chúng ta có nên tự hào về lâu đài đó hay không? Đã có rất nhiều những tài năng toán học xuất hiện trên đất nước, nhưng chỉ có một mình giáo sư Ngô Bảo Châu đạt tới tầm cao của nhân loại. Những cái tên lừng lẫy một thời như Lê Bá Khánh Trình bây giờ đã về đâu trong cuộc sống? Có nghĩa là người ta nói là trong nước, khi mà thấy có người Việt Nam nào mà sống ở nước ngoài mà làm nên công trạng á, thì là cứ vơ vào người của mình. Đấy. Thì người ta mới nói là cái chuyện đó, cái chuyện nó không chính đáng. Trên thế giới còn rất nhiều những nhà khoa học Việt Nam như thế, dù họ không đạt tới đỉnh cao như giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng đều là những người có tài năng xuất chúng. Những con người mang dòng máu Việt Nam nhưng trí tuệ đã được vun đắp bởi các dân tộc khác trên thế giới. Và những trí tuệ đó cũng đang cống hiến cho những dân tộc khác trên thế giới. Đó là một nỗi đau, chứ không thể là một niềm tự hào được. Như quý vị, tức là quý vị biết là giáo sư Ngô Bảo Châu, thì khi mà nổi tiếng lên như vậy, thì người ta là trong nước ca ngợi. Đặng yêu, đặng mơ vào lòng nữa không ạ? Rồi khi giáo sư Ngô Bảo Châu nổi lên như một hiện tượng, thì Viện Toán học đã công bố một mức đãi ngộ vượt khung. Nếu anh về làm việc, đó là thu nhập khoảng 5 triệu một tháng. 5 triệu là khoảng bao nhiêu? 5 triệu với thời giá bây giờ khoảng chừng 250 cho tới 300 đô la thôi. Mà mời giáo sư Ngô Bảo Châu về tầm cỡ thế giới. Đó không chỉ là cái nghèo về vật chất, đó còn là cái nghèo trong khả năng đánh giá một tài năng trong bối cảnh thế giới phẳng. Rất là đúng. Không bàn về những đại học đang mời giáo sư Ngô Bảo Châu, chỉ một doanh nghiệp trong nước cũng sẵn lòng tặng cho anh một biệt thự. Có thể trong đó có một mục đích nào đó, nhưng nó thể hiện cái việc là doanh nghiệp có khả năng đánh giá rất đúng tầm vóc của một con người. Ở mặt này thì doanh nghiệp đang giàu hơn nhà nước rất nhiều. Và đặc biệt nói tới chuyện nhà nước thì chúng tôi có cái bài báo sau đây. Bài báo của nhà nước, thưa quý vị, báo công an.com. Khai mạc đại lễ không biểu diễn diều bay có động cơ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, vừa đồng ý không tổ chức biểu diễn diều bay có động cơ vào ngày khai mạc đại lễ, là ngày 1 tháng 10. Và sau đó, phần tiếp theo là tin, sau phần thực hiện nghi lễ quốc gia của lễ khai mạc sẽ công diễn vở kịch Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh, kể một câu chuyện lập quốc từ thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 đến nay, với hình ảnh Hà Nội là thành phố anh hùng, thành phố vì hòa bình. Nghĩa là đối với người Cộng sản Việt Nam, 1.000 năm
là chỉ có tính từ cái lúc mà tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 đến nay là 1.000 năm rồi. Tính cũng giỏi chứ. Không thể nào mà tưởng tượng một cái câu văn viết trên báo chí, có cái thông báo chính thức cho cái chương trình đại lễ mà dám viết là kể một câu chuyện lập quốc từ thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 bên này. Lập về, quốc tới trước mới... đó không có nước Việt Nam. Không có quốc. Tới đó mới bắt đầu lập mà. Còn trước đó là... Vâng, nói thế này thì chúng tôi có đọc một số những cái bài báo liên quan tới cái chuyện chuẩn bị cho 1.000 năm Thăng Long. Thì chúng tôi thấy rõ ràng đây chỉ là một cái trò, nói thẳng là một cái trò để mà tung hô lẫn nhau mà thôi, tung hô Đảng Cộng sản mà thôi, tung hô Bác Hồ của họ mà thôi, thưa quý vị. Chứ thực sự là họ không có vì tâm, vì cái lòng thành đối với đất nước, đối với tổ tiên. Tại vì cái điều này cũng không lấy làm lạ gì, là tại vì trước đó, trước năm 1980 mấy đó, thì trước đó là sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, người ta thấy rõ ràng là những cái mình gọi là đại lễ Hùng Vương, dỗ tổ Hùng Vương, người ta không có tổ chức. Hoặc là tổ chức, nếu mà có tổ chức thì rất là qua loa, và lúc nào cũng chỉ nói tới Bác và Đảng mà thôi, quên hết dân tộc, quên hết cội nguồn, quên hết tổ quốc. Cho nên vâng, thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay họ làm cái chuyện 1.000 năm Thăng Long thì cũng đâu phải vì hồi đó vua Lý Thái Tổ 1.000 năm trước rời đô về Thăng Long và lập ra thủ đô của Việt Nam tại đó đâu. Họ đâu phải vì quốc gia dân tộc đâu. Nếu như vậy 1.000 năm Thăng Long thì tại sao không dựng cái cảnh cái thời vua Lý Thái Tổ mà là tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Mà nếu như tính từ thời điểm đó đến nay thì làm sao mà được 1.000 năm? Cũng có 1.000 năm rồi đấy. Cho nên cái người Cộng sản người ta cái gì mà thấy cái gì người ta cũng vơ vô cho người ta. Và chúng tôi xin phép được nhắc lại cái cách nói của người Cộng sản đó thì nó rất là phạm thượng khi người ta nói là ông Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc. Thưa quý vị thử nghĩ dân tộc Việt Nam có từ bao nhiêu có mấy ngàn năm rồi. Thì Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam ai có trước? Thì tại sao gọi là Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc được? Tất cả những người Việt Nam đều là con của dân tộc Việt Nam. Gọi Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc là một hành động rất là phạm thượng. Và thưa quý vị, khi nói về nhắc lại cái chuyện mà vơ vào của mình đó, thì chúng tôi rất thích thú với một cái bài viết trên blog là Hand Wonders, bỏ trong ngoặc kép là lãm nhảm. Anh ấy viết như thế này, cái tựa đề là thằng đó hồi xưa là con tao. Cũng nói về giáo sư Ngô Bảo Châu, thì có trích trong một cái câu như thế này: giống như đẻ ra một đám con, xong suốt ngày lo đi đánh đề và ăn nhậu, có khi tham tiền còn đủ nó ra khỏi nhà, hoặc đem nó đi bán dâm để lấy tiền. Đến nhiều năm sau quên mất nó đi rồi thì đùng một cái nó thành ông này bà nọ. Thế là nhảy sưng sưng lên, trời ơi, nó là con của tao, cấm tụi bay đụng vô cục cưng của tao, nghe chưa. Cái người này muốn nói về cái chuyện của giáo sư Ngô Bảo Châu. Anh nên nói như thế này, ở đời cái gì cũng nên vừa phải thôi, quá lố thì nó mất hay đi. Tức là muốn nói về cái chuyện người ta cứ tối ngày cứ nhắc tới giáo sư Ngô Bảo Châu. Và trong này không, người ta có trích như thế này nè: mấy ông nội này thì có lương tâm chắc cũng chỉ sẽ làm đến việc là ngồi đọc báo, xem thông tin lanh quanh, rà soát coi may mà vớ được đứa nào, đoạt được cái giải nào đó ngon lành mà đến hơi được một tí, nó có máu Việt Nam á. Hay là thậm chí chỉ cần nó từng sinh ra Việt Nam thôi là la làng lên. Trời ơi, bớ người ta, có người Việt Nam này giỏi lắm. Không cần biết nó giỏi là do mình hung đúc hay là do thiên hạ dạy dỗ. Thế thì mới kèm theo cái câu mà chúng tôi vừa nói lúc nãy. Rồi người ta nói là khi... mà giáo sư Ngô Bảo Châu á quyết định sang Mỹ sống và làm việc để dạy học cho con cái người Mỹ chứ không phải người Việt thì la làng làm cái gì? Nghe nói ảnh tiếp tục giữ quốc tịch Việt Nam bên cạnh quốc tịch Pháp, ta nói cả cái đám nó sướng rơn lên, đứa linh thằng nhất rất hồ hởi một cái tội nghiệp. Cũng giống như ảnh đang nói là ok, tôi là con của ông bà, vui nha, nhưng mà tôi đi đây, ông bà cứ ở lại tiếp tục đánh đề ăn nhậu đi nha, bye bye. Thiệt là xấu hổ. Dạ vâng, bài báo kế tiếp là chúng tôi đọc báo cũng công an.com luôn, thưa quý vị, của một báo. Bài báo có tên là Ngư Phủ liên tục bị tàu lạ tấn công. Cũng là vẫn còn tàu lạ nè. Dạ vâng. Mấy năm rồi nó chưa quen à? Thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, thực sự là khi mà đọc cái tựa đề của bài báo này, chúng tôi vẫn nghĩ rằng wow, có thể là cái bài báo lâu rồi, năm ngoái, năm kia, cho nên là mình chưa có dịp đọc. Thì bây giờ mình thấy là lạ thì mình mở ra mình coi. Nhưng mà coi lại kỹ thì bài báo này mới lên ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2010, mới toanh. Nhưng mà nó vẫn còn lạ. Thế mà là lạ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc. Ba phát súng giữa đại dương. Ngày 9 tháng 9 năm 2010, chúng tôi đến nhà thuyền viên xấu số Lê Tấn Phong, sinh năm 1955, ngụ hẻm 174 đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
Trong căn nhà chưa đến 10 m2, chị Nguyễn Thị Hà, vợ nạn nhân, nghẹn ngào cho biết từ lâu anh Phong bám nghề đi biển. Một tháng anh có 15 ngày lênh đênh giữa đại dương, cực khổ là vậy nhưng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Cơm nước vừa rồi anh Phong hứa với chị Hà khi tàu cập bến anh sẽ mua bàn ghế cho chị bán cơm, phụ nuôi hai đứa con đang tuổi khôn lớn. Vậy mà chuyến đi đó là chuyến đi cuối cùng. Anh mất, hai đứa con sẽ sống ra sao? Chị Hà nói trong nước mắt. Cái chuyến đi đánh cá của anh Hà cùng với những người khác thì nó nằm ở trong cái vùng biển tiếp giáp danh giữa Việt Nam và Indonesia để đi biển đó. Và bất chợt có một cái chiếc tàu lạ nó xông vào đánh tắm. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ mình không có biết cái tàu lạ này nó là của cái nước nào, mình không biết, mình không dám cả quyết. Nhưng mà cho đến bây giờ người ta vẫn dùng cái chữ tàu lạ như thế này, nó chứng tỏ một cái tinh thần gọi là nó vô trách nhiệm quá đối với người dân của mình. Mà rồi hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang hoặc cuộc thì cảnh sát công an tỉnh Kiên Giang thì làm gì được cái chuyện này? Mà nó ngoài biển thì ngoài biển thì trách nhiệm là trách nhiệm này trách nhiệm là của hải quân phải không ạ? Của lực lượng biên phòng, cái lực lượng mà phụ trách cái vấn đề an ninh ở ngoài biển, lo bảo vệ cho người dân đánh cá thôi chứ. Nhưng mà rồi còn Bộ Quốc phòng nè, rồi Thủ tướng nè, Chủ tịch nước nè, phải lo. Rồi thưa quý vị, chúng tôi tin chắc rằng là cái chữ tàu lạ này nó lại dính dáng tới là Trung Cộng rồi. Bởi vì nếu mà nước khác đó, nước khác là mình nói nêu rõ, chỉ mà thẳng mặt như tàu của Nam Dương, tàu của Thái Lan, nhưng mà Trung Quốc thì lại là tàu lạ. Thì thưa quý vị, cho tới giờ phút này thì quý vị thấy rằng là cái tinh thần bất khuất để chống ngoại xâm của quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân thì quý vị biết là nó cao tới mức độ nào. Nó vẫn còn lạ lắm thưa quý vị. Chắc là chúng ta sẽ tạm ngưng chương trình đây. Rồi vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau một số quảng cáo thương mại. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khôi xin phép được trở lại với chương trình. Cho tới thời điểm này là 35 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và quý vị cũng nhớ là khi 30 tháng 4 đó, thành phố người ta bảo rằng là giải phóng miền Nam, đất nước bị Mỹ Ngụy nó kèm kẹp. Và trong nhật ký của Đặng Thùy Trâm thì Đặng Thùy Trâm có nói như thế này: rất tiếc là có một em bé ở Quảng Ngãi, nếu như em bé được sống với chế độ xã hội chủ nghĩa đó thì sẽ được học hành đàng hoàng, nhưng bởi vì sống trong cái vùng địch chiếm cho nên là cái việc học hành nó không có được trọn vẹn. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Dân Trí: 30 học sinh bị đình chỉ học tập vì chậm nộp học phí. Mới vào nhập học năm học mới 2010-2011 chưa đầy 3 tuần, các em học sinh khối 11 và 12 chậm nộp tiền học phí và các khoản thu đầu năm tại trường Trung học phổ thông Tư Thục Trần Hưng Đạo, thành phố Huế đã bị trường này đình chỉ học tập. Hay là cái vùng, cái trường này thuộc cái vùng mà tạm chiếm đấy anh? Không, ở thành phố Huế ngay bây giờ, ngay trong cái năm học 2010-2011 mà. Đó. Cho đến thời điểm ngày 8 tháng 9 thì có 5 học sinh khối 12 và 25 học sinh khối 11 vẫn đang bị đình chỉ học tập vì chưa nộp đủ học phí và các khoản thu khác. Theo đó, khối 11 trường này phải đóng học phí 3 tháng đầu là 750.000 đồng, tiền thực hành tin học là 100.000, học nghề phổ thông là 100.000, các khoản thu khác gồm quỹ hội phụ huynh học sinh, quỹ đoàn, bản tên là 505.000. Tổng số tiền phải nộp được một là 1.455.000 đồng. Các đợt sau sẽ nộp thêm học phí các tháng tiếp theo và các tiền khác nếu có. Khối 12 tổng cộng nộp được đầu là 1.355.000 đồng. Thì quý vị, ở miền Trung đó cái vật giá nó thấp hơn ở miền Nam, và cái đồng tiền thì ở miền Trung nó lớn hơn. Và quý vị thì khó kiếm hơn mà đóng tới 1.500.000, 1.300.000 mà đủ thứ và thưa quý vị, 35 năm rồi mà cho tới bây giờ cái chế độ giáo dục của Việt Nam nó là như vậy. Và người ta bảo rằng là khi mà giải phóng miền Nam thì thoát khỏi cái ách kìm kẹp của Mỹ Ngụy, tất cả mọi người, bởi vì cái chế độ cộng sản đó của cách mạng là vì dân, giải phóng dân tộc và mà, lo cho nhân dân. Mà theo cái nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội đó, với quốc gia mà theo xã hội chủ nghĩa đó, thì là cái việc hai cái này phải là coi như là miễn phí cho toàn dân. Đó là cái việc giáo dục và cái vấn đề y tế phải lo cho toàn dân. Nhưng mà tại vì bây giờ nó đang dính ở cái chỗ là cái đầu nó còn là kinh tế thị trường, mà cái đuôi nó theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên nó rắc rối như vậy. Và dĩ nhiên là các phụ huynh người ta rất là buồn, buồn ghê gớm lắm. Thì nhân cái chuyện này thì chúng tôi có biết một cái chuyện là có một cái thằng bé đó, nó cũng là con nhà cán bộ nhá, nó đọc cái bài báo này, nó cũng ở lớp 11, nó ôi giời sao thế này, thế thì các bạn làm sao mà học hành được, mà tiền sao lắm thế, và không có tiền thì khổ nhà. Thì cái ông bác đó, nó ở trong nhà của ông bác là nó
Ôi giời, thời tao thì là không hề có cái chuyện này xảy ra. Ồ, cái thời bác là cái thời nào? Thì cái thời ở ngoài miền Bắc đấy. Rồi thế là ngày xưa là Đảng và Nhà nước lo cho dân tốt nhà. Bây giờ chắc là cái những người này người ta người xấu đấy. Cái bà bác còn nói không phải thế đâu. Bác mày nói thế, cái thời bác mày không có lo là tại sao? Bác mày có đi học đâu. Ông ấy không có đi học, ông ấy đâu có biết mấy cái chuyện này. Không phải là... không phải là nhà nước tốt quá đâu phải không ạ? Thầy ông có đi học đâu mà không biết. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới cái chuyện này, và cũng liên quan tới cái chuyện, tức là chuyện học đường, và cũng liên quan tới cái chuyện đóng tiền. Thì thưa quý vị, chúng ta có một bài báo khác, tự nguyện hay bắt buộc. Chuyện vừa rồi Hoàng Tuấn đọc đó là chuyện xảy ra của lớp 11, right? 11, 12, 11, 12 ở Huế. Trong khi đó cái chuyện này thưa quý vị nó còn thê thảm hơn là tại vì nó xảy ra ở những cái trường mà trường tiểu học thôi. Chuyện xảy ra tại trường tiểu học Tự Nhiên, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín. Dù mới sáp nhập thì nay cũng đã là một huyện của thủ đô hẳn hoi. Ở ngôi trường của thủ đô ấy, các vị phụ huynh đang méo mặt vì một khoản tự nguyện khi nhận được giấy báo của ban giám hiệu nhà trường. Tức là ngoài các khoản thu không tự nguyện thì cũng phải nộp những cái khoản mà tự nguyện. Như thông lệ, trường nào cũng vậy cả thôi, thì phụ huynh ở đây còn phải đóng theo kiểu bố xuất đinh, bổ xuất đinh, một khoản tiền gọi là kinh phí sửa chữa hệ thống cống rãnh bao quanh trường. Tất nhiên bà hiệu trưởng trường Tự Nhiên gọi đây là khoản tài chính tự nguyện. Lý giải số tiền tự nguyện trên, bà hiệu trưởng trả lời là vì hệ thống mương cống quanh trường xây dựng đã lâu, đã thế lại không có nắp, ruồi muỗi nhiều cắn học sinh là vì mùi hôi thối quá, đến học sinh cũng không ngửi nổi. Và trước khi đề nghị các vị phụ huynh tự nguyện đóng góp, trường cũng đã xin ý kiến của hội đồng giáo dục xã cho huy động vốn của phụ huynh. Thưa quý vị, cái trường á, ở trong cái khu vực xã, cái trường tiểu học này tên là trường Tự Nhiên, trong cái xã Tự Nhiên, và cái việc đóng góp này là tự nguyện. Thế thì không, tại sao mà cái việc mà xây lo cái vấn đề mà vệ sinh sạch sẽ quanh trường thì cái công việc đó đâu phải là công việc của mấy em học sinh, đâu phải là công việc của phụ huynh học sinh đâu, công việc đó là của xã, của huyện, của nhà nước, của chính phủ phải lo cho các em chứ, tại sao bắt phụ huynh đóng ở đây? Mà chưa hết, các vị, cũng giống như cái trường hợp lớp 11 vừa rồi thôi, các em rất là khổ, là tại vì các em nói như thế này, tức là hầu hết các vị phụ huynh vẫn phải cắn răng mà tự nguyện đóng dù họ biết rất là vô lý, và lại không ai dạy gì tiếc mua sự yên ổn cho con cái mình, tất nhiên là cả cái sự vui vẻ cho cô, các cô các thầy, là tại vì thưa quý vị, nếu mà không đóng á, chậm đóng một ngày thôi á, thì con cái đã về nhắc bố không đóng tiền cô giáo con mắng cho đấy, chậm thêm một ngày nữa là chi hội phụ huynh, bây giờ gọi là hội cha mẹ học sinh, gọi điện thoại nhắc ngay, ở nhà cháu ABC chưa đóng tiền XYZ à. Bởi vậy dù là các khoản thu tự nguyện nhưng không đóng là không được. Và để kết luận cho cái bài báo này đó, thì tác giả có trích lại một câu của ông Tổng thống Mỹ, bây giờ có vẻ xính Mỹ, bây giờ là thích Mỹ nha. Của ông cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi cho thầy hiệu trưởng. Câu có lời dài chúng tôi xin phép còn đọc ở đây, nhưng mà vị này viết thêm. Lá thư đã gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Giờ đây nếu ông còn sống và ở Việt Nam, nhất định là trong lá thư của ông sẽ có thêm một câu: xin hãy dạy cho cháu biết rằng có những cái gọi là tự nguyện nhưng thực chất lại là bắt buộc. Đấy quả là một yêu cầu quá lớn thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình nếu được. Vậy con trai tôi quả thật là một cô bé hạnh phúc và may mắn. Ý của cái người viết bài báo này muốn nói rằng cái gì là tự nguyện thì nó phải là tự nguyện. Đúng là tự nguyện. Còn cái nào bắt buộc thì nói rõ là bắt buộc đi, cứ ấm. Đúng, ấm mà lại lấy lời của Tổng thống Mỹ nè. Dạ. Tại sao không lấy lời của ông Các Mác hay là ông Mao Trạch Đông? Xin lỗi anh chứ bây giờ lấy lời của ông Các Mác, ông Mao Trạch Đông bố nó nghe. Tôi nghĩ nếu mà lấy cái đó nó thối hơn cái cống của nhà trường này. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái bài báo... xin lỗi, trước khi có bài báo này thì nhân cái chuyện anh Nguyên Khôi nói đó, thì chúng tôi biết là bây giờ ở Việt Nam có nhiều người khi mà gọi phone Việt Nam nói chuyện đó, thì bạn bè người thân nhiều người rất là buồn, đành phải cho con nghỉ học. Sao? Bởi vì không có tiền. Biết những cái vùng nông thôn nghèo lắm, mà bắt đóng tiền chỗ này đâu có phải ai cũng có tiền đóng đâu. Đóng đủ trăm thứ tiền cả. Thưa quý vị, chúng tôi đấy là chúng tôi không đọc rõ, nhưng mà chúng đọc nguyên văn bài báo, quý vị thấy đủ mọi thứ tiền, người ta làm như là bây giờ người ta cố gắng tìm đủ mọi cách để moi tiền của nhà. Dạ vâng. Cho nên là có con đi học mà bây giờ phải chịu thua. Mấy đứa trẻ, nhiều đứa nó thích học mà phải không có tiền cho nó đi học. Có một bài báo kinh hoàng các vụ giết người trộm chó.
thưa quý vị, tức là đi ăn trộm chó bị giết. Trước khi vô cái chuyện này thì để cho cái không khí nó nhẹ nhẹ tí xíu thì chúng tôi mới nhớ là người ta bảo là ngày xưa ở ngoài Bắc đó thì có những người đi bán thịt chó dạo. Và ở ngoài Bắc thì người ta hay khó khăn với nhau vì cái lời ăn tiếng nói, bởi vì ở trong Nam thì người ta xuề xòa hơn, người Bắc thì người ta hay bắt lý bắt lẽ với nhau và người ta hay hơn thua nhau lời ăn tiếng nói hơn. Đó là cái địa phương tính nó là như vậy. Thì cái ông mà đi bán thịt cầy đó, thì ông mang thịt cầy đi bán dạo thì ông lại ra là chó, chó, ai chó không? Thì cái ông mà mua đấy thì ông nói chó, chó vào đi. Thì cái ông ở trong đây ai chó đi. Thì quý vị nghe một, nhưng mà không phải là chửi nhau đâu, họ đấy, một ông mua một ông bán. Nhưng mà phải biết là trong cái thâm ý của cái người mua và người bán này cũng là muốn mắng nhau. Thì ông này thì đi bán thịt cầy, nhưng mà tôi là bán thịt chó nhé, nhưng mà tôi cũng có cái giá của tôi, cho nên là chó, 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 ai chó không? Anh kia lại giống cho nó chó vào đi. Ê, ai chó đi. Tôi giống như là chửi nhau. Hoàng Tuấn nói như vậy là tôi nhớ tới một câu chuyện mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có viết lại trong cái tập truyện Hỏa Lò của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đó. Thì ông có viết đại khái kể một câu chuyện có một người đi tù chỉ vì cái tội anh ta là đi chuyên môn đi mua đồng hồ cũ, đồng hồ hư. Thì anh ta giao là hô hỏng hồ hư đó. Là gì quý vị, là chỉ vì không chịu nói rõ đồng hồ hỏng, đồng hồ hư mà hồ hỏng hồ hư đâu, thưa quý vị, là đi tù mọt gồng. Rồi cái bài báo này thì nó khá đau lòng, thưa quý vị. Kinh hoàng các vụ giết người trộm chó. Gần đây tại Nghệ An xảy ra nhiều vụ câu trộm chó của dân. Đáng nói là kẻ trộm chó khi bị dân bắt đều bị hành quyết. Người ta viết rõ cho hành quyết quý vị nhé. Hành quyết giả mang gây nên những vụ án hết sức kinh hoàng. Sau cơn bão số 3 chiều tối 29 tháng 8, tức là vào cuối tháng 8 đó, trời vẫn mưa to. Vùng cư dân xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc mất điện khi nghe tiếng xe máy rú ngoài đường, tiếng chó sủa, tiếng chân người chạy rầm rập. Dân làng biết mọi người đang đuổi bắt đối tượng câu trộm chó nên tỏa ra vây kín các ngã đường, bị chắn đường hai kẻ trộm. Vứt bao tải đựng con chó nặng 11kg và vứt cả xe máy tháo chạy ra đồng. Lúc ấy cánh đồng ngập nước, hai đối tượng không chạy nổi nên bị dân bắt. Chiếc xe máy bị châm lửa đốt, hai kẻ trộm bị đánh giả mang. Nguyễn Đình Dũng chết tại chỗ, còn Nguyễn Đình Hồng chết trên đường đi cấp cứu, cả hai đều mới 22 tuổi, cùng trú tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. Thưa quý vị, cái cách ứng xử như vậy chúng tôi thấy giống như cái thời kỳ mà ăn lông ở lỗ, thời kỳ tiền sử chứ không phải là thời kỳ của thế kỷ 21. Và đó là người dân, trong đó người ta ghi một cái câu là người dân tự xử. Thì khi hỏi đó, tức là và sau khi mà bắt rồi, có thêm một cái vụ khác nữa là Nguyễn Đình Phong 27 tuổi trú tại xóm 3 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, cùng một đối tượng khác đi câu trộm chó bị dân cả xóm đuổi bắt. Sau khi bắt được Phong, dân đánh chết rồi kéo ra đồng lấy xăng trong xe máy lấy xăng trong xe máy ra tưới rồi đốt cả người và xe luôn. Thì khi hỏi đó, phóng viên hỏi đến xã Hưng Đông để tìm hiểu sự việc, thì hỏi về cái chuyện này thì một ông tên Ca nói như thế này: đối với nông dân, con chó không chỉ là vật giữ nhà trung thành mà còn là nguồn thực phẩm giúp người dân cải thiện kinh tế gia đình. Thưa quý vị, cho đến thế kỷ 21, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì xã hội Việt Nam nó như vậy. Đùng một cái đêm hôm mình sơ ý là bị kẻ xấu câu trộm, cho nên không ai mà không bức xúc cả. Thì người ta hỏi tại sao mà không báo cho công an, không báo cho chính quyền mà lại làm những việc ghê gớm như vậy. Thì người ta bảo như thế này: có khi bắt được đối tượng trộm chó, dân trình báo công an phường xã, nhưng công an chỉ xử phạt hành chánh thôi, nên nạn trộm chó vẫn xảy ra. Vì thế khi bắt được đối tượng, bà con tự xử để trị kẻ xấu cho hả dạ. Cái việc mà đánh què, đánh chết đối tượng ăn trộm á là cái chuyện thường. Còn cái vụ công an nhà nước có nói gì không anh? Để chút xíu nữa tôi sẽ cho anh biết ý kiến ông này. Còn vụ đốt thi thể đối tượng trộm là do người dân không chịu nổi tức tối trên bị kìm nén bấy lâu nay. Thì cái ông mà thiếu tướng Võ Trọng Thanh, giám đốc công an Nghệ An, thì ông nói như thế này: lý do phản ứng của một số người dân trong vụ đốt thi thể đối tượng trộm chó ở Hưng Đông là có thật. Trộm chó là hành vi trộm cắp tài sản, nhưng hầu hết những con chó bị trộm có giá dưới 2 triệu đồng. Vì thế khi người dân giao đối tượng cho công an phường xã thì công an cũng chỉ biết xử lý hành chính, bởi luật quy định trộm trên 2 triệu đồng thì mới cấu thành tội. Vì bị xử lý hình sự, đây là một thực tế do pháp luật quy định. Thì ông chỉ nói vậy thôi. Còn cái vụ mà đánh chết người như vậy thì đánh chết người thì đương nhiên là một hành vi phạm pháp rồi, ông có nói gì không ấy? Có thì để giải quyết cái vấn đề. Chỉ trả lời vòng vậy thôi. Không dạ, quyết được cái gì nghĩa cả. Là ở Việt Nam, thưa quý vị, nếu mà người ta đi ăn cắp ăn trộm một quý vị một cái vật gì đó mà nó trị giá dưới 2 triệu đồng thì quý vị có quyền đánh chết người ta phải không? Không có một cái luật không hiểu nổi. Thưa quý vị, muôn chuyện, bao nhiêu chuyện không thể hiểu nổi dưới xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Và đó cũng là những cái câu chuyện mà chúng tôi cứ đọc hoài, mà quý vị bảo rằng cho Hoàng Tuấn và Nguyễn Phô thất nghiệp đi mà chúng tôi vẫn chưa thất nghiệp được, lý do tại vì còn những
chuyện như thế này nó xảy ra. Thôi thì chúng tôi chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn quý vị tuần